trong bối cảnh tình hình đại dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp, bộ lao động thương minh và xã hội có công văn đề nghị các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ngành và ủy ban nhân dân các cấp tổ chức các hoạt động tết trung thu cho trẻ em phù hợp với tình hình của địa phương, cộng đồng dân cư và bảo đảm các quy định về phòng chống dịch covid-19. Theo đó, ủy ban nhân dân các cấp tổ chức các hoạt động tết trung thu cho trẻ em phải phù hợp với tình hình của địa phương, cộng đồng dân cư và bảo đảm các quy định về phòng chống dịch covid-19 đồng thời các địa phương tăng cường nội dung thời lượng chương trình sân chơi dành cho trẻ em trên các phương tiện thông tin truyền thông và các hoạt động văn hóa nghệ thuật vào dịp tết trung thu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển tàn trữ kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng độc hại đồ chơi trò chơi có tính bạo lực phản giáo dục nguy hiểm không phù hợp với trẻ em